Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Mới vào nhận review bài cho anh em mà thấy nó cũng khá là bất ổn luôn. Bởi vì kênh Dom thấy đang đánh nhau, đánh KVK map online. Cờ cũng đang sửa này nè. DUCK, cái tên kênh Dom thấy quen nha. 1302. Và kênh Dom hiện tại là 1655. Thấy cũng khá nhiều anh em Việt Nam đang thủ pháo hay sao nè. Gogo với lại Hera. Pháo 3M. Ok, mình sẽ review nhanh để trả cho chủ ạc vào đang đấm nhau anh em ạ. Rồi, trước mắt thì con ạc này hiện tại anh em thấy được là đang có mốc VIP là VIP 16. Và trong video ngày hôm nay, mặc dù là ngày hôm qua là mới tiêu game rồi, nhưng mà trong video ngày hôm nay chủ ạc cũng chơi lớn luôn, up VIP 17 để đấm nhau. Và ở VIP 17 thì nó có cái gì khác biệt? Ở VIP 17 anh em sẽ có mọi thiệt hại 5%. Và hầu hết những anh em chơi lâu như thế này rồi thì hầu hết là người ta đều đánh 4 đến 5 đảo đánh ồn phiêu hết. Chính vì vậy cái mọi thiệt hại nó thực sự rất quan trọng. Như anh em nói là em lên VIP 14 rồi thì có nên lên VIP nữa hay không? Thực sự nếu mà đã không nạp hoặc nạp ít, mình nghĩ là anh em vẫn cố gắng lên được cái VIP 17. Bởi vì game này nó chơi lâu, chơi dài chứ không phải là chơi 1 năm, 2 năm rồi nghỉ. Đó, nếu như anh em xác định chơi lâu dài thì cái VIP 17 anh em vẫn cố gắng phải lên. Vừa lên VIP vừa lên gear, tuy nhiên là tốc độ đáng lẽ không nạp thì nó phải chậm rồi anh em ạ. Rồi, video này mình sẽ up VIP và mình sẽ kiểm tra xem là còn thiếu bao nhiêu VIP nữa để lên được VIP 17 nhá anh em. Vì là mình theo dõi thì nó cũng khá là chậm. 137k game. Và chơi lớn phết đấy anh em ạ. 135k game. Thao tác này sẽ sử dụng 135k đá quý. Thiệt thật, chưa bao giờ mình mua VIP mà mua với cái cục vẻ VIP sốc như thế này. Rồi, 137 thì thiếu 2k game nữa thì mình sẽ mua 2k game ở đây nhé. Ok, và bây giờ thì tiến hành mở VIP 17 thôi. Một cái mốc VIP thực sự rất là đáng mơ ước đối với những nèm nạp ít giống như mình. Ơ kìa, sao vẫn còn thiếu 300 game nữa. 1 2. Bum. VIP 17. À, đã quá anh em ạ. Mình còn thiếu khoảng 200k game nữa là VIP 17. Đang cố gắng phấn đấu một mùa rưỡi KVK nữa là mình cũng sẽ lên được VIP 17 anh em ạ. Rồi, mở khóa VIP 17 một ngày anh em sẽ nhận được 3 rương xanh, một chìa khóa vàng và 3 tượng ca. Tuy nhiên cái này không phải là cái quan trọng nhất, và quan trọng nhất nó chính là mọi thiệt hại 5%. Tốc độ huấn luyện cũng được tăng thêm và giới đạn điểm hành động cũng được tăng thêm nhé anh em. Rồi, về con ạc này bao nhiêu ngày thì họ đã lên được VIP 17, và ở đây thì mình sẽ xem chi tiết hơn ở trong này. 1482 ngày, như vậy là chơi cái trò chơi này nó cũng gọi là lâu rồi nhé anh em. Nhưng mà không phải ai chơi lâu cũng về VIP 17, câu này là câu khi nào mình cũng thường nói hết. Và ở đây con ạc này có mức sức mạnh là 85 triệu sức mạnh, đang sử dụng nền văn minh Pháp. Đối với những anh em đánh nhau nhiều, anh em tiết kiệm tăng tốc thì nên sử dụng Pháp và đổi một cái skin nhà KVK2. Điểm tiêu diệt là 4 tỷ. QT5 là 92 triệu QT5. Về chỉ số QT5 thì không cao, nhưng mà so với 1400 ngày, về cái tổng thể số Q-bon thì nhìn chung là khá là ok nhé anh em. Con hàng này chết khá là nhiều, 18 triệu lính chết là nhiều. Như mình đã giải thích trong rất là nhiều video rồi, không phải là ai cũng có thời gian để đánh on-field ở trong cái tựa game này. Đó, thế nên là đôi khi anh em buộc phải lựa chọn chết lính thay vì đánh on-field. Đối với một số mùa KVK anh em không thể đánh nhau được nhiều. Đó thì một số kingdom họ sẽ ưu tiên cho anh em là chết lính, chứ không bắt buộc là cứ không có nhiều kill bon thì bắt buộc phải di cư đâu anh em ạ. Ở đây anh em thấy hỗ trợ tài nguyên rất là cao, 91 tỷ tài nguyên. Quá nhiều đúng không anh em? 85 triệu sức mạnh thì anh em sẽ có 4 triệu tư lính, và trong khi đó thì năng lực bệnh viện đang có là 586, như vậy là con ạc này gần 5 triệu lính nha anh em. Số lính nó nhiều như vậy là bởi vì nó khá là nhiều T4 ở đây. Rồi, sử dụng nền văn minh Pháp thì không biết là có cái skin nhà K2 không. Rồi, mình sẽ xem nào. Đúng ra thì chủ ạc nên ưu tiên đổi thêm một cái skin nhà K2 nữa thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì cái skin nhà K2 thì nếu mà anh em dùng Pháp thì dùng cái này nó có thêm tốc độ chữa lành 3%. 3% này anh em nghĩ là nó không nhiều, nhưng mà nếu mà đánh về lâu về dài và anh em muốn kiếm được nhiều kill bon và tiết kiệm tăng tốc thì cái nhà này rất là quan trọng khi mà anh em chữa lành. Anh em chỉ việc đổi qua thôi. Nói chung cái thao tác nó không mất quá là nhiều thời gian. Đó. Rồi, nhà thiên đỉnh thì quên chứ chưa xem nhà thiên đỉnh, hình như là không có đúng không anh em? Hồi nãy mình tua một lần rồi, nhưng mà hình như là không có nhà thiên đỉnh. Hầu hết những anh em nạp ít ấy, thì đa phần là
mình thấy là anh em thường là để dành tăng tốc để đánh nhau, thế nên là cái coupon của anh em nhìn đa phần chung là nhìn nó rất là ok so với mặt bằng chung của số đông người chơi game này. Tiếp đến thì anh em mình sẽ cùng xem một chút về kho. Ở đây thì có 635 xu rồi. Không biết sau khi mình chia sẻ xong thì chủ hàng sẽ dùng xu để mua cái skin nhà K2 hay là tiếp tục mua nguyên liệu tượng cam và một số các vật phẩm phụ kiện trong cái tựa game này ở trong shop KVK. Về tăng tốc thì như thế nào đây? Tăng tốc thì mình thấy cũng khá là nhiều đấy anh em ạ. Nội cục tăng tốc này không là đấm mái thoại luôn. Gear cũng là một phần cực kỳ quan trọng để anh em có thể kiếm được nhiều kill ở trong tựa game này. Ở đây có hai món chân phạt và mình sẽ xem tổng có bao nhiêu món trang bị cam. 5, 9, 13, 10, 13 với 4 là 17, 17, 21 nè, 25 nè, 29 nè, 30, 31, 32, 33, 2 món nổ tài năng đặc biệt, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 món nổ tài năng đặc biệt, như vậy là nhiều đấy anh em ạ. Rồi tiếp đến thì anh em mình sẽ xem về phần chỉ huy nhé. Chủ quan mát được bao nhiêu con chỉ huy cam. Điện thoại nè, 2 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 con tướng cam mát và anh em thấy được là tướng Ameta khá là nhiều. Ở đây chỉ được mỗi con quang vũ là 1, hoặc là 2, Nét là 3, SC là 4, Doan là 5. Rồi, quang vũ thì quá là xịn rồi, nhưng mà đi với Alex thì thật mà nói thì nó sẽ không có nhiều sát thương quá. Ở đây vũ trang rất là đẹp nha anh em và cũng rất là mạnh luôn. Tiếp đến thì là hoắc tử bệnh, cũng phun một set cam, hai món chân phạt. Vũ trang cũng đẹp nè. Nét cây, phun một set cam, mình thấy sao còn cái đồ lẻ ở đâu ra ta. À, phun một set cam, phun trang. Đạo thứ tư là đạo SC, cũng full set cam, hai món phụ kiện tím, thủ bộ 10%. Vũ trang nói chung là nó phải trên khoảng 20% trở lên thì nó mới gọi là tạm ok đúng không anh em. Gia các lượng được cái thủ cung 10%. Rồi đây là những đạo đánh on field chính của chủ A. Mình sẽ xem sơ thêm một chút là chủ A có kéo man hay không nhé. Ở đây sẽ có con gì là con tướng mà anh em hay kéo man và ở đây nó kéo không nhiều. Mắt cả RC. Tiếc nha. Tính ra ạc này ghiêng đâu mạnh đâu anh em ạ. Ghiêng không mạnh đâu. Một đạo đầu tiên là quang vũ Alex. Cặp này thì nó không mạnh anh em ạ. Thành thật mà nói thì cặp này Ameta mất rồi. Chỉ được mỗi con quang vũ nhưng mà quả là phải là đánh quang vũ VSC nhá anh em. Thì nó mới mạnh được. Thế nên là kể cả vũ với cái bộ ghi mạnh như thế này, kể cả với cái bộ vũ trang tốt như thế này, thì anh em đánh cặp vũ Alex vẫn sẽ không có lời kêu được. Giỏi lắm thì trader 1-1 thôi, hoặc là lời được một tí thôi anh em ạ. Về set đồ thì mình thấy nó cũng không chưa chuẩn lắm. Bởi vì set đồ thì anh em phải set bộ binh, anh em phải lên được 4 món vĩnh cửu để có thể là bút được tốc độ quân thêm 10% ở 4 món này nhá anh em. Đây mình sẽ bấm vào chi tiết để mình quên sâu cho anh em xem. Đây, 4 món thì nó sẽ bóp bút tốc độ quân. Cái tốc này rất là tốt khi mà anh em đánh KVK trên phạt. Rồi, điều chỉnh lại một chút thôi. Thay cái giày, thay cái giày nữa là được rồi. Và đạo thứ hai là SC. Bây giờ thay giày cũng khó. Đổi cái giày sang là được nè. Để mình xem được coi nè. Cái đây là bao nhiêu món? 6 món. Tấn công bộ binh 5%. Mình nghĩ nên đổi cái giày này qua cho con quang vũ. Thì là quang vũ sẽ được tốc độ quân 10% và cặp SC cũng được tốc độ quân 10%. Và anh em có thể bỏ cái tấn công bộ binh 5% cũng được. Hai cặp đều có tốc, đánh trên phạm nó sẽ tốt hơn nha anh em. Như vậy là này cũng lấy được đủ 4 set địa ngục rồi đấy. Vĩnh cửu anh em, sorry anh em, vĩnh cửu. Rồi về tướng tá và cặp vũ Alex và SC Hara thì hai cặp này mình đánh nhiều lắm. Mình cũng thấy cá nhân mình đánh rất là nhiều rồi, mình thấy nó không mạnh. Bây giờ thay thì thay cái gì đây? Hạt này còn con bộ nào để thay thế hay không? Không có con bộ nào để thay thế anh em ạ. Khá là đáng tiếc. Không có con bộ nào để thay thế được. Hạt này phải lên một con lưu triệt nữa. Lên một con lưu triệt là sẽ thay vì đánh hai đạo bộ không quá là mạnh như thế này. SC Hara và Quang Vũ Alex thì anh em có thể lên một con lưu triệt.
Đầu tiên thì anh em cũng thể lên 5-5-1-1, rồi 5-5-5-1. Anh em đánh Quang Vũ với lại SC là coi như con Quang Vũ của anh em nó sẽ không bị thọt nữa. Cặp thứ hai là SC thì anh em có thể đổi lại thành là Lưu Triệt Alex hoặc là Lưu Triệt Hara, Lưu Triệt CM là anh em sẽ có được hai đạo bộ rất là khỏe ở meta hiện tại nha anh em. Cặp thứ ba thì ra các lượng Nebu thì cặp này nó chuẩn rồi, mình không có gì bàn cãi thêm nữa. Hoắc Doan thì đa số anh em thấy chia sẻ cặp này cũng đánh khá là ok, nhưng mà nếu mà đánh hoắc cứ bệnh với lại Doan thì Net William nó sẽ bị yếu. Mình đã đánh Net William rồi, cũng đánh thử rồi, cho nên là để cho chuẩn hơn thì anh em sẽ đổi lại đánh Net Doan và hoắc cứ bệnh William nhé anh em. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ về cái quan điểm cá nhân của cái cách ghép nối tướng của những cái đạo đánh ôn phim như thế này. Quan điểm cá nhân của anh em như thế nào anh em cũng có thể chia sẻ ở dưới phần bình luận ở dưới video nha. Rồi tiếp đến thì đang ở trong map KVK và mình thấy được đà ở đây đang đánh khu vực đèo mấy đây, khu vực đèo 4 John 5, đèo 4 John 5 không? Ừ, đèo 4 John 5 map Orland. Mình sẽ xem một số các công nghệ pha lê nhé, xem chủ hàng có nào pha lê gì không. Mở đèo 4 mà tiêu thụ pha lê chỉ có 11m pha lê, như vậy là không có nạp quá là nhiều pha lê. Đấm được bao nhiêu kill rồi? Mới đèo 4 mà được gần 6m kill là đánh cũng chiến phết đấy anh em ạ. À, với dàn tướng như vậy mà mới đèo 4 thôi mà đã đánh được từng đấy trong khi vẫn còn đánh nhau, chứng tỏ chủ ạc đúng là rất là chịu đấm nhau nha anh em, cực kỳ chịu đấm nhau luôn. Ở đây thì mình hình như là mình nghĩ là chỉ mua một gói pha lê mùa. Ủa ôi, không mua cả gói pha lê mùa anh em ạ. Ồ, thế là đúng là chủ ạc đúng chịu đấm đấy anh em ạ, chịu đánh phết đấy. Dàn tướng không phải là mạnh ở meta hiện tại đâu, 4 tỷ kim như vậy là cực kỳ ok. Đối với quan điểm cá nhân mình đánh giá là nó rất là ok rồi nhé anh em, quá ok rồi. Như thua hay sao ấy, để 4 thua còn mỗi khúc pháo chỗ này thôi. Ồ, chịu đánh phết nha, không nạp bóp. Rồi ok, như vậy là trong video ngày hôm nay anh em có thể thấy được đúng như cả những gì mà mình hay chia sẻ với anh em. Không quan trọng gear tướng VIP và công nghệ pha lê của anh em như nào, quan trọng là anh em có chịu đánh hay không thôi. Và ở con ạc này anh em có thể thấy được là chủ ạc nạp phải nói là cực kỳ ít. Nó giống như mình vậy ấy, chỉ mua một gói pha lê mùa. Và lần này mùa này có khi là mùa này anh em có thể thấy được chủ ạc không mua cả gói pha lê mùa, tướng tá không mặc. Thay vì vậy chủ ạc nên đầu tư thêm con Lưu Triệt để cho nó chuẩn meta hơn, cứu được hai đạo bộ. Thay vì là đánh hai đạo bộ đều yếu thì có thể là lên một con Lưu Triệt, anh em sẽ cứu được có hai đạo bộ đánh chuẩn ở meta hiện tại. Về phần chủ ạc đánh như vậy là mình cá nhân mình thấy là khá là chiến rồi. Anh em nghĩ sao về cái tài khoản này thì anh em cũng có thể để lại một bình luận dưới video nhé. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Anh em nhớ nhấn ủng hộ cho mình xin một like và ủng hộ cho mình một đăng ký kênh nhé. Bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.